Thưa quý vị, có thể thấy quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội lần này tiếp tục khẳng định vị thế vai trò của Đà Nẵng đã được đề cập trong nghị quyết số 43 ngày 24 tháng 1 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quyết định số 359 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Vâng, với sự nghiên cứu, chuẩn bị bài bản và nghiêm túc cùng tầm nhìn dài hạn và những giải pháp đột phá, quy hoạch lần này sẽ là cơ sở để Đà Nẵng phát triển toàn diện và bền vững trong tương lai, hướng đến xây dựng một thành phố giàu đẹp, văn minh, an bình và đáng sống. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn những định hướng phát triển của Đà Nẵng từ quy hoạch này, biên tập viên Quản gia đã có cuộc trao đổi với ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Xin được chào ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của hôm nay. Thưa ông, thì quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là quy hoạch quan trọng, tác động lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. Vậy thì ông có thể giới thiệu rõ hơn về mục tiêu phát triển của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của quy hoạch này ạ? Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã xác định mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh, bản sắc, bền vững, ngang tầm với quốc tế và giữ vai trò là đầu mối kết nối với mạng lưới đô thị khu vực và quốc tế, là trung tâm du lịch gắn với trung tâm tổ chức các sự kiện lớn quốc tế, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quy mô khu vực và là thành phố biển đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á. Thưa ông, thì Bộ Chính trị đã có nghị quyết 43 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quốc hội mới đây thì cũng đã bàn thảo về cơ chế đặc thù mới cho Đà Nẵng. Vậy thì quy hoạch lần này, thưa ông, thì sẽ đem đến động lực mới nào cho Đà Nẵng để phát triển theo định hướng đã đề ra? Có thể khẳng định rằng là qua thời gian triển khai nghị quyết 43 của Bộ Chính trị cũng như nghị quyết 119 của Quốc hội thì thành phố Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả bước đầu, và hiện nay thì thành phố cũng đang tiến hành tổng kết nghị quyết 43 cũng như nghị quyết 119 và sẽ tham mưu cho Chính phủ, Bộ Chính trị, những cái cơ Quốc hội, những cái cơ chế chính sách mới tạo động lực để thành phố phát triển trong tương lai. Thì theo đó, cái quy hoạch thành phố lần này có nghĩa rất quan trọng, cùng với lại nghị quyết 43 của Chính trị cũng như nghị quyết 119 của Quốc hội thì góp phần rất quan trọng để triển khai những cái chủ trương lớn, những mục tiêu lớn, những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để phát triển thành phố Đà Nẵng trong tương lai, để đáp ứng được cái mục tiêu mà thành phố đã đặt ra cũng như sự kỳ vọng của Trung ương. Thưa ông, để quy hoạch đi vào thực tiễn, thành phố Đà Nẵng đã và đang chuẩn bị những gì và quyết tâm ra sao để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra trong quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt ạ? Để thực hóa các mục tiêu này, thành phố sẽ đề xuất kế hoạch triển khai cái quy hoạch này một cách cụ thể, toàn diện, đồng thời triển khai thực hiện với những cái nỗ lực và quyết tâm cao nhất. Thì theo đó, thì thành phố sẽ tập trung ưu tiên các cái nguồn lực để mà triển khai có hiệu quả các dự án động lực trọng điểm trong cái trung hạn 2021-2025 và cái giai đoạn tiếp theo, cũng như là đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư để những nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào thành phố trên những cái lĩnh vực mà thành phố ưu tiên đầu tư như là công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, và đặc biệt là một cái chủ trương mới đó là về vi mạch bán dẫn, cũng như là tiếp tục đầu tư vào cái lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, rồi hình thành các cái trung tâm tài chính, cũng như là đầu tư vào cảng biển, hàng không, vân vân. Sau cái quy hoạch này thì thành phố cũng sẽ tham mưu cho Chính phủ phê duyệt ban hành kế hoạch để triển khai quy hoạch của thành phố. Thì chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị cái nguồn lực về tài chính, rồi xây dựng cái danh mục những cái dự án động lực trọng điểm, rồi kêu gọi những nhà đầu tư vào đầu tư vào thành phố, và những cái điều kiện, những cơ chế chính sách để
thu hút nhà đầu tư và hỗ trợ nhà đầu tư. Thành phố cũng sẽ phân công các sở ngành có liên quan như là Sở Kế đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Giao thông Vận tải và các ngành khác để chúng ta chuẩn bị các điều kiện và triển khai có hiệu quả cái kế hoạch và cũng như quy hoạch này. Một cái nội dung rất là quan trọng đó là chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ cái nguồn lực tài chính. Thứ hai là có kế hoạch sử dụng đất. Rồi các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phải được đồng bộ với lại các quy hoạch chung và quy hoạch thành phố. Đặc biệt để mà triển khai cái quy hoạch này có hiệu quả thì ngoài cái nguồn lực tài chính về quỹ đất vân vân thì chúng tôi cần đó là cái nguồn nhân lực, đặc biệt là trách nhiệm của các lãnh đạo, thủ trưởng của các cơ quan đơn vị với cái tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm cao nhất, nghiêm túc thực hiện cái sự chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy, của Hội đồng nhân dân, của Ủy ban nhân dân trong triển khai cái đồ án quy hoạch này. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía Trung ương và chúng tôi cũng kêu gọi sự đồng hành, sự chia sẻ, hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu để chúng ta triển khai cái đồ án này có hiệu quả. Mục tiêu cuối cùng là phát triển kinh tế xã hội của thành phố và nâng cao đời sống của nhân dân thành phố. Xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.